trọng thông báo tới toàn thể quý vị, lễ phong bì mừng hạnh phúc chào năm cô sư Hồng Nhung sẽ chuyển cùng chú rể lần nhận chính thức bắt đầu.
toàn thể quý vị quan khách đã có mặt tại nhà hàng Quảng Nam để tham dự buổi lễ phục vị mừng hạnh phúc trăm năm cô dâu Hồng Nhung chú rể nhận gần trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đó là trăm năm chúng ta chọn lấy một ngày, trăm năm chọn lấy một ngày này đây, bao nhiêu năm đời tháng chờ nơi đây hạnh phúc hy sinh từ đây. Và chân chặt kính mời toàn thể quý vị sẽ hướng ánh nhìn của mình trở về phía cánh cửa hoa ngày cưới, chào đón hiện diện của cô dâu Hồng Nhung chú rể nhận gần. Xin mời trên thân này ngoài bên này anh ấy bày kim hoàn rồng vót thắt tờ còn điều còn mẹ gửi vót thắt tờ vừa sở lộ con hỏi tố lùi của mi anh sòng thòi còn này cô cùi suốt lời cặn bần thì mẹ gửi xích phép cặn buồn xích sòng thì sòng tan sao sòng không khỏi cò phòng quy bạch bình thú còn này diệt tế ó là khải tà còn mẹ bên hồng tên như từ cô đơn lùi của mi anh sòng thòi cò thảo phạt thắng mẹ cặn quần ba sân khấu vuông sông hải yên còn mẹ bên hồng ở cặn còn hòa tà mắt em. Và trân trọng giới thiệu hiện diện của gia đình nhà trai ông Lương Văn Sớm, bà Lương Thị Kiệt là bố mẹ thân sinh của chú rể Lâm Nhật. Trân trọng kính mời cùng với đại diện của nhà trai, trân trọng kính mời hiện diện của gia đình nhà gái, trân trọng kính mời ông Lương Văn Tiêm, bà Quang Thị Tươi là bố mẹ thân sinh của cô dâu Hồng Nhung. Xin mời ก่อนในที่ควรจองบ่ก็เจอที่ควรเบิ่งทุกเจอนั้นเสื้อพ่อเป๋แต่หน้าจังนี่จังบ่าคงแม่หลานเลี้ยงแต่ก็ว่าพึกย่ำต่อผู้สูงคงแม่เอ็มแป้งเลี้ยงแต่ต่อผู้เขาฝังฝนคันนี่ยังมีอ้ายมีเอ็มมีปูมีจ่ามีตาไม่น้อยสงสัยจังนั้นก่อนในสองสามเมื่อยอ้ายตาเอ็มไอ้ก้มจันจันยิ่งเปิ้ลถึงมาสังเขาไหวอ้อหนาไข่ตาป่องสองดูเฮาก่อนในสองสามเมื่อยอ้ายปูเอ็มจ่าก้มจันจันใจเกยถึงมาสังเขาไหวอ้อหนาไข่ตา quý vị thân mến, những người chơi sân khấu tình yêu và trẻ lúc ngày đây đã hiện diện đông đủ những nhân vật quan trọng để buổi đại lễ phục vị được chính thức bắt đầu. Buổi đại lễ thay lời gia đình, thay lời cô dâu và chú rể trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã bất chấp thời gian và ngọc của mình trở về để mình hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể, cũng như chúc mừng hai bên gia đình từ nay đã có giày thảo và giàu hiền. Và ngay giờ phút này, trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng với đại diện hai bên gia đình sẽ gửi tới toàn thể quý vị một lời chào bằng một cái cúi chào. Một lời chào, xin mời. Sống chân thì bắt nguồn từ những dãy núi cao, còn tình yêu thì đã bắt đầu từ tuổi trẻ, mà sớm nào cũng trở về với biển cả, yêu rồi thì sẽ có hôn nhân. Bởi hết nhất là lời hứa cao nhất trong tình yêu. Có thể nói rằng tình yêu là một sức mạnh để con người chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bởi khi chúng ta đi đến tận cùng đau khổ, có thể buông bỏ đi mọi thứ chất của đời này, thứ duy nhất còn lại vẫn chính là tình yêu. Và điều đó cũng đã được khẳng định trong một bài thơ tình của Xuân Diệu rằng: thà biết không yêu đến vạn lần, thế rồi yêu cả một mùa xuân, quyết tìm hạnh phúc trên đường khác, lại thấy yêu say đến vạn lần. Và ngày hôm nay quý vị trở về đây một lần nữa minh chứng cho điều kỳ diệu của tình yêu bằng buổi lễ phô quy mừng hạnh phúc trăm năm cô dâu Hồng Nhung chú rể Lương Nhật. Và ngay giờ phút này em xin Mạnh Phú Vy Khanh không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, thay lời gia đình, thay lời cô dâu và chú rể xin được trịnh trọng thông báo tới toàn thể quý vị lễ phô quy mừng hạnh phúc trăm năm cô dâu Hồng Nhung sẽ chuyện cùng chú rể Lương Nhật chính thức bắt đầu. Tôi sẽ im ngắt chẳng vào phòng, còn các đầy chờ xứ dưới quan thấy lắm lửa sửa vì hiểu ở kiện.
chúc cô sắc tàu đét mẹ tàu giả mòn sấy mưa ma tử nhân chân tử ổ ngay khải hổ sau đó tả bóng ngay có bác sĩ mẹ tài tài bóng ngay có ý mắt hàn là khắp các tòa là sườn có thăm bà họt ngừ bên bì bì hoàn cừng tất cái là chạp ở tài cái lầy ở cừng sau đó mà đi mà ứ hải phú em già có thăm bà kiếm ma hà lầy nả nhịp đốt không ma dẹp nó nhịp nó rong nó không nó ổ ra ma tả ma nó không phải nó làm mắt hàn sau đó cho nhân tả ngay xong rồi có bác biết quang đời hướng xưa lầy sò các ướt qua mẹ hải em hết chủ thủ lại con mong lòng khổng khao ảo ái ai ảo bạn phải đẹp nay tha đẹp này bác đàn bầu sau ngày có đủ sòn làng trời sòn phái cho nó chất còi còn còn lại sầu các vườn của mẹ thì nào tinh mê tủ con các bà bắn căm đường cũ già tinh mê tủ phủ lại con ảo bạn hạt bên mong còn sót còn phát tả nay các bà sòn ba mở chúc hả ải phú em già ải tả em nay sòn phái cho ngân sòn ba khỏi chúc hả phủ biển bờ cánh cười lưng dâu lèn sữa là lèn pha mặn hạt cằn bạn bạn đây nơi xúc tả đà mạt đây hỏi qua mắt phì đây nơi sòn là nơi hào khăn đấy bò mẹ ơi ảo cằn hào khăn màn dưng có chờ ảo cằn mát làm bảo sau mời bắt đầu sòn màn trời sòn phái chúc ăn chúc khỏi tổ chức bằng lòng mà đi các nhà khỏi cỏ bất biên quan đời hướng xưa chúc ở bò hỏi mẹ phì nòng hào ái ai vạn phương chúc hỏi xúc ý xong ai ảo à xe giáo xe già ảo à chính thêm xã bàn và có hào khăn màn dưng phổ về cả lễ màn khổng quân dân lòng dỗ ma đi bà tờ màu tiền đường tàu hở nhớ xuống dao và hết biết bao đi bao vụt trà bàn hết đi làm phổ ép xem như mù xung làm đấy phổ là quê đi tung với chung phổ lắc mặt và hào mắt này tòi lăng phở trải co biến nhân biến rào mà tình yêu của hai bạn tháng tháng đầm đầm bất tròn tên những chi tiêu đó trân trọng kính mời cô dâu Hồng Nhung chú rể lời nhận sẽ bước lên phía trước thực hiện nghi thức chào đến cưới tình yêu. Xin mời. Và trân trọng kính mời chú rể lời nhận chào trên đến tình yêu cho cô dâu đi ạ. Vâng, xin mời. Anh chào cho em chiếc nhẫn này, tuy rằng không phải nhẫn kim cương nhưng nó chứa tình thương dạt dào. Em yêu anh lắm phải không nào? Hãy đưa tay đây. Đưa tay đây để anh đeo nhẫn vào chờ em. Vâng, rất là tuyệt vời. Và rất trọng tình này của cô Hồng Nhung cho là chiếc nhẫn tình yêu cho chú Lê Hạ. Anh à, em đợi ngày này từ rất lâu rồi. Từng ngày, từng giờ, từng giây phút chờ mong. Vâng, rất là tuyệt vời. Quý vị thân mến, như vậy là nghi thức chào nhẫn cưới tình yêu của cô Dâu và chú Lê đã được thực hiện xong. Kể từ giờ, hai bạn đã chính thức thuộc về nhau. Như là xây trời quyền lễ thân cầu, cô Dâu chú Lê từ nay đã thuộc về nhau muôn đời. Xin mời trân trọng tay của quý vị ạ. Cùng với những tình cảm chân thành, niềm vui hoan hỉ cũng như lời chúc tốt đẹp của quý vị dành cho cô Dâu và chú Lê ngày hôm nay, thì hai anh em sẽ được đón nhận những tình cảm chân thành đến từ các ông các bà cô dì chú bác anh chị cũng như bạn bè cùng trở về đây bằng những món quà rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời trở lại sân khấu tình yêu trao gửi món quà thắm tình cho cô Dâu và chú Lê ngày hôm nay. Phần quà đầu tiên, trân trọng kính mời phần quà đến từ ông bà nội của cô Dâu. Vâng, xin mời.
chân thành đến từ các ông, các bà, cô dì, chú anh chị cũng như bạn bè cùng trở về đây bằng những món quà rất là tuyệt vời. Và thay lời cô dâu chú rể, một lần nữa trân trọng cảm ơn tình cảm của các bố, các mẹ, cô dì, chú bác, và chúc cho mọi người ngày hôm nay luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để dõi theo từng ngày hạnh phúc của chúng con, chúng em sau đây. Và tiếp tục chương trình thì trân trọng kính mời cô dâu Hồng Nhung, chú rể lần lượt sẽ di chuyển bước chân của mình trở về phía tháp rượu tình yêu. Chúng ta kính mời đại gia đình sẽ di chuyển theo hướng hình vòng cung bước tới cung ly, chính thức khai mạc thực hiện. Em tu phụng lại cô nương, các đi hoa phong khái lại lẩu bay tàn bay tiền bay mây phong bài cánh cười sòi sòng khái chúng ăn không còi, các vị còi bao nhiêu quan đời xưa lại các người tương mới, chúng hải chúng em bò mẹ vì lòng ảo ái ai đang nóng thành niên.